cái trào lưu trồng cái dâm bụt thoát thân này này mới rộ lên là manh nha được chắc là 1-2 năm thôi, 1-2 năm xen kẽ cái việc mà cái lúc mà mọc nó thốc ấy, à, mọc nó sốt ấy, thì các ông biết là những người mà đợt ý tôi cũng bảo rồi mà, chính tôi tìm các cái loại hoa giấy các màu khác nhau, tức là các loại hoa giấy lạ ấy, màu lạ lạ ấy. Ở bên Trung Quốc thì nó chỉ có một cái bảng màu gọi là đâu đó khoảng tầm 10 màu đổ lại, nhưng mà dâm bụt này bên Đài Loan bên Trung Quốc thì thật sự là nó quá nhiều. Ồ, chắc là không được như hoa hồng là rơi vào 200-300 giống, nhưng mà tôi xem những cái màu tím xong rồi nó đốm 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 rất là đẹp. Ở mình thì hiện tại bây giờ vẫn là chỉ có mấy loại chính thôi, mấy loại là hồng kép rồi vàng vàng kép, đỏ kép thì bông nó bé lắm đây này, đỏ kép mấy các thứ này này. Còn nói sơ qua cho các bạn là nói chung là ngôn từ nó sẽ bị tức là có những bài thi thoảng có những bài nó không được ấy. Tại Phong Thanh thì hôm qua nói thế là sáng nay xóa vội. Nó thì lúc mà mình đang lơ mơ nó bảo là anh ơi, anh lại truyền bá cái bảo là người ta thuê 40 tỷ một sào một năm ở đất Văn Giang. Đấy là đất cái giá mua. Đây này cái kép, còn thuê thì người ta chỉ thuê 100 triệu mấy cả 150 một một sào một năm thôi. Mình bảo thế mày không xóa đi. Chứ còn đến bây giờ thật sự tôi không muốn gây những cái tranh cãi nó không đáng. Mà tranh cãi nếu mà mình biết mình sai mình nói lỡ lời ấy, thì phải xóa đi. Kể cả cái Thủy nó bảo kệ nó, cho chúng nó đang chửi nhau, nó đang chửi anh loạn xí ngậu. Tôi cũng không dám đọc bình luận luôn. Thế là bảo nó xóa, nó bảo kệ đấy. Đang 16.000 lượt xem, hơn 16, 17 ấy. Mà mới đăng từ đêm hôm qua, khoảng tầm 12 giờ đêm hôm qua, TikTok nó hay là cái điện thoại của tôi nó gặp vấn đề. Thế là tôi lại xóa, tôi xóa hết, tôi xóa hai cái bài. Hôm qua nó gặp vấn đề. Nói qua cho các bạn xem là cái sự khởi nghiệp của lão thanh niên tầm sinh năm 80 hay 83 nhỉ? Năm nay cũng gần 40. 40 gì đấy, phải 40. 83 nhưng mà bây giờ mình bảo là 40 hay là gần 40 tôi cũng chả nhớ nữa. 83 hay 80. Mà điện nó giật cho phát. Nói chung là kiểu gì thì kiểu, xong rồi đến bây giờ thì thật sự có cái đến cái tầm này cộng trừ nhân chia tôi còn sai ấy. Cộng trừ nhân chia còn sai. Thế mà cũng doanh nhân thành đạt. Cả thông mới hay là phi nào đây này. Gọi là bonsai này. Sóng để xem sóng ở đây. Ôi sóng ở đây nét thế nhỉ. Chém gió gì đâu, kiểu cái Thủy nó bảo là giá mua nhưng mà mình có biết mẹ gì đâu, mình tưởng là giá thuê. Giá thuê thì nó bảo là bao đéo bao nhiêu. Nó bảo là hôm ấy là 6 tỷ. Đấy thì mình lẫn lẫn vào cái ý này. Thì hóa ra là giá thuê có 100 triệu, 150, 150 triệu. Chém gió gì thề luôn, tôi bây giờ tôi có được cái gì đâu mà kể cả quay như thế này. Tôi có được cái gì đâu. Theo dõi thì đôi khi tôi còn muốn mẹ xóa con mẹ nó kênh TikTok mới cả cái kênh này đi. Đông nhưng mà đôi khi thì các bạn cũng là như kiểu là cái trường học của Đường Nhuệ ấy. Gửi cho bà chị tí nữa rồi quay cái xong rồi nói về cái dâm bụt kép vàng này nha. Như là cái trường hợp Đường Nhuệ xong rồi bỏ tiền ra 45 tỷ gì cho hai chị vợ ở đây, chị bên đằng vợ ấy. Bây giờ con cái thì chả biết là bơ vơ thế nào. Tôi chỉ hy vọng hoặc là thế nọ thế kia thì bây giờ mình cống hiến chưa đủ ơi, thế này không đi được đâu. Đây là cái đường này gọi là đường để ống nó đi. À, phải làm một cái cầu bên này này. Nó đi xuống dưới hay là đi lên phía trên này thì gần hơn nhỉ? Bây giờ đi sang bên kia thì đi lên trên này thì gần hơn hay đi xuống dưới này gần hơn nhỉ? Chắc đi xuống dưới này. Không không đi lại con đường cũ. Đi lại con đường cũ là mình biết trên con đường cũ là có cái gì rồi. Đấy, nhưng mà đứng giữa như này này, đứng giữa ống này biết là không thể sang được bờ. Lại phải xem là lại mất thời gian ngồi xem là đi từ đấy ra cuối này gần hơn hay là đi. Nhưng mà chỗ này nó lại không có đường sang rồi. Đi từ đây lên trên thì gần hơn hay là gần hơn. Đó ông phê ông ấy bán cho cả một cái này cho một cái thằng, bán cho nó 800 xong rồi nó gọi điện thoại nó bán cho người ta 1,7 triệu hay là đéo biết bao nhiêu, 2 triệu rưỡi hay 1,7 triệu. Ông bảo là mẹ nó lãi cao quá. Nó bán cho nó có 800 nghìn. Nó báo khách luôn được 1,7 triệu hay sao ấy. Đấy nhiều ông bảo mua gốc vực giấy phôi đây. Giấy phôi đây. Rồi. Còn đôi khi thì nói thật cho các bạn thì đây gốc này to phết đấy, 20 đấy. Các ông cứ bảo là tôi chém gió mấy cả.
Các ông cứ bảo là tôi dạo này gặp thông soái ca không, mới biết con mẹ đâu. Ông này ông bảo là ông chém gió linh tinh hả? Thực ra là nếu mà nghĩ tôi chém gió thì ông theo dõi thế là mẹ gì. Chém gió nó mất thời gian. Thằng em Hiền Tù nó bảo là ối giời, đợi mãi ông anh giờ mới giờ hành chính. Mẹ sáng ra còn uống cà phê xong rồi tìm lại cái hướng đi cho bản thân. Đôi khi nó bất minh như vậy đây. Chứ có phải là ngày nào cũng kiếm tiền xong rồi ngồi xong rồi khuyên mọi người trồng cái gì nuôi con gì đéo đâu. Đây để đi, tức là không đi trên một con đường đã cũ. Đây các cái loại mà ngày xưa cách đây mấy năm tôi bảo mấy các bạn ấy, hoa giấy này thì cực nhàn mà nó nhanh lớn. Đây, gốc kinh phết này, 17, vanh gốc 17, chậu này. Cái loại này trồng 3 năm thì chắc là 3 năm, trồng 3 năm là được như thế này. Mai sau kiểu người ta thích thì người ta ta cắt đi xong người ta ghép ngũ sắc mấy các thứ linh tinh ấy. Đấy, cũng là cái vấn đề làm kinh tế đây. Đấy, đổ cái loại này thì toàn hai màu mấy cả, hai màu mấy màu sắc pháo thôi. Hoa giấy truyền thống của mình đây. Lần trước ông bán là 100 cây là 800 nghìn. Nhưng thề với các bạn là nếu bán lẻ cho các bạn thì mỗi cây phải được 2 triệu đấy thật. Tôi cũng chả biết nếu cái thủy nó chấp nhận bán bao nhiêu thì bán, mình cũng không để đào động đến. Đấy là mô hình trồng hoa giấy nha, kiếm tiền tỷ mỗi năm nha. Ấy, thế là nói sơ qua về cái vấn đề mà hôm qua mình kiểu mình cũng không để ý ấy. Cái thủy nó bảo là mua giá mua 6 tỷ, anh lại bảo là giá thuê 6 tỷ một sào một năm. 6 tỷ một sào một năm, thế là mình bảo là xóa đi, mày xóa đi. Đây, vanh gốc như thế này hôm nay không có thước. Mẹ con ấy nó cứ nó làm mất thước cứ như ấy. Cái vanh gốc này nó phải rơi vào tầm hai mấy ấy. 16 này. 18 20, cái tầm này tầm phải tầm 21 22 22. 22 23. Đấy, trồng cây rừng. Đây. Đây cái con ối rồi này. Thực ra là trong chậu như này nhưng mà phía đít chậu là tôi nghĩ là cắt đít. Cắt đít chậu. Rễ nó ra thì nó mới nuôi được thân to như này. 16 18 20. Có phải vanh 25. Còn trên này thì to lắm, trên này chắc phải tầm 30. Tức là cái đường kính này không được. 30 là đường kính 10. Đến đấy, chỗ này đường kính 10 đấy. Gốc này nó phải tầm 8 phân. Gốc này này. Gốc này phải tầm 8 phân. Chỗ này phải tầm 10 phân. Đấy. 10 phân ấy nhỉ? Đấy. Trồng mấy năm. Còn khi các bạn hỏi tôi là thế thời gian trồng bao nhiêu thì bố tôi không nhớ được. Mấy cái thứ hai là các bạn trồng thì nói chung là cái hoa giấy này nó nhàn. Hoa giấy nó nhàn. Bắt được con dao. Hoa giấy nhàn. Làm ngày xưa tôi có bảo các bạn làm hoa giấy này này, trồng mà tầm 4-5 năm ấy thì, ví dụ như là 4 năm xong rồi bây giờ bán được triệu thì là 200 nghìn một cây một năm, vứt bà giạc dài. Nhưng mà còn cái phần đánh nữa, công đánh rồi vận chuyển rồi các thứ nữa. Chứ còn bây giờ mà đánh bán tại ruộng như này mà trồng xong rồi nó cũng mất nhiều chi phí khác. Ví dụ như là mua cọc mua kiếc cái này, tiền cọc tiền kiếc, chứ không phải là cứ trồng ra xong rồi 50.000 một cây một năm mà nó tốn diện tích. Cái hoa giấy này tốn diện tích. Các bạn biết là một sào trồng được bao nhiêu cây thì các bạn mới hy vọng là chia được. Chứ còn không phải là cứ chia theo kiểu là cứ mỗi cây trồng là 50.000 một cây một năm là được đâu. Nếu mà các bạn tính như thế này mà bán số lượng cho người ta 800.000 đợt thì ông phê ông khoe. Ta bán được 100 cây là 800.000 một cây, trồng 3 năm. Đấy thì các bạn tính ra thì các bạn là siêu lợi nhuận mấy thế loại kia. Còn cái giá mình báo là cái giá số lượng, nó khác hoàn toàn với giá lẻ. Các bạn hình dung chưa? Có cái sản phẩm khế gọi là bonsai nhưng mà chắc là chưa tới tầm. Đâu có khế ngọt toàn, không có khế chua, toàn khế ngọt thôi. Hoa lở bé bét này. Bảo Lâm siro á? Bảo Lâm Siro đó là đâu mày mà chúng mày bình luận ít thôi. Toàn anh em thế bình luận thế là cứ mình phải no là tập trung trả lời. Trong khi trả lời bình luận của anh em thì nó lạc đề tài. Không trả lời thì anh em dối. Bảo đấy anh em hỏi như thế mà không trả lời. Toàn khế ngọt mấy cái khế run rốt thôi không ạ. Nhưng mà ví dụ như quay cái gì thì mình có cái ý tưởng xong rồi có câu chuyện để nói về cái ý. Chứ chào qua chào lại thế nào. Mẹ đến đêm không hết. Thằng em Hiền Tổ cứ bảo là anh ra uống nước thì ra đấy chào nó một phát là
nó chào mình xong rồi khen người nọ người kia, xong rồi khen nó khen mình, xong rồi khi mình khen nó thì hết mẹ buổi chiều, chả làm được cái mẹ gì. Đang tập trung ví dụ như quay quảng bá cái khế bonsai này để mấy anh em mình cùng bán thì nó cứ chào, toàn anh em chào. Quay chủ yếu là cái lưu cái video thôi, xong rồi tối về nó đề xuất, thế là nếu mà ngày mai đề xuất, hôm qua nó cứ đề xuất quất. Xong rồi nó đề xuất cái video mình bảo là giá thuê 6 tỷ một xào một năm, nhưng xóa rồi, xóa cái video đề xuất đi rồi. Đấy, cái mục đích nó rõ ràng chứ không phải là anh em gặp nhau là cứ chào qua chào lại, thế là cứ cuối cùng cứ líu chân nhau để thành toàn những người nông dân đến tầm tầm khoảng tầm như ông Thắng là cứ ngồi xem live xong rồi không biết trồng cái gì nuôi con gì. Chúng ta tìm ra cái thị trường, chúng ta phán đoán nắm người theo dõi, tự thì tự chúng ta là thị trường. Đây, khế này. Bây giờ cứ anh em cứ chào qua chào lại thế là mệt. Tốt nhất là các anh em mà đang ấy là tốt nhất anh em đi ra tưới cây nhanh lên còn kịp. Thật, cái nguyên tắc là như thế. Nhưng mai sau là toàn kiểu mấy anh em gặp nhau trên live toàn như kiểu đường nhuệ, mệt lắm. Sống không có mục đích, cứ như là kiểu con nhặng với con ruồi ấy, thấy máu là bâu vào. Xong mai sau không phải là mình băng hà đâu, mà nhỡ may mình đi tù hay là đi cải tạo hay thế nọ thế kia, thế là con cái ở nhà nó bơ vơ. Mai sau ví dụ như là thằng cu con mà nó lạc lên trên Văn Đức, thằng cu con nhà tôi ấy, lúc ấy chẳng may tôi đi tù, thế là thằng em hiền tù nó lại bảo thế thằng này, mày con cái nhà ai mày lạc ở đây, bảo ngày xưa bố cháu là góp nhặt cát đá với thế nọ thế kia. Mày từ từ để tao gọi cho bố mày xem bố mày đi, tao thấy là thông tin là lâu lắm không nai, đi tù lâu lắm rồi thì phải. Thế là gọi điện trong tù mình cũng dùng iPhone, iPhone, thế là mình nghe. Cái thằng ấy mày gửi ảnh đây anh xem là có phải con anh không nào. Thế là thằng em hiền tù nó mới chia sẻ với thằng cu con nhà tôi nó lại livestream. Thế thì có phải là đã hơn đường nhuệ không? Nhưng mà thường là anh em không hiểu cái vấn đề ấy. Thôi được rồi, không nói chuyện phiếm nữa, nhưng mà đây là cái sản phẩm gọi là khế uốn lung tung. Đấy, khế uốn lung tung nhá. Cái sản phẩm này là các cái loại như thế này là không bán đâu. Chỉ bán cái loại hàng chậu rồi hàng nó to cơ. Đây, cái khế này. Tự nhiên không gọi là kích hoa kích thiếc gì. Tại vì cái giai đoạn này là cái giai đoạn nuôi cây ấy. Hoa thì vặt đi chứ để làm cái gì. Hoa mới quả ấy. Các ông cứ bảo là kích gì. Cây ở dưới ruộng này kích làm gì? Kích để câu view câu like hay là kích để bán hàng? Bán hàng thì không bán rồi, câu view câu like thì không phải như thế. Câu view câu like thì tôi đã bảo là mẹ hoa khế này chữa được ung thư mới chữa Covid, nhưng có phải thế đéo đâu, không có ý câu view câu like. Xong rồi kể cả cái chuyện Hoàng Hường mấy cả gì ấy, qua lại thấy Ngọc Béo nó chửi loạn xì ngậu lên. Tiền lương nó còn trả. Đấy, khế này. Nói chung là cái giống khế này ấy, thì là cái hôm mà tôi cũng chia sẻ với mọi người rồi, là nó phải anh em ở đây nếu làm khế nó cũng phải đặt cái giống khế siêu hoa siêu quả này. Nhưng mà ở đây bây giờ khế chua anh em chả trồng, toàn trồng khế ngọt. Đấy, này. Ông cứ bảo là kích hoa hay là thế nọ thế kia nó do giống đấy. Chứ còn cái loại này có thiết tha giữ hoa mấy các thứ đâu mà kích. Các cái giống này đang trồng để nuôi gốc này này, chứ có bán đâu. Ông cứ bảo là làm thế nào để kích. Kích mẹ gì. Đây, có bán đâu. Có bán đâu mà kích làm gì. Vặt nó đi cho cây nó lớn đi. Cho nên là như bà con mà tôi quay ấy, bà con còn phải xén hết hoa của cây hoa hồng đi thì cây nó nhanh lớn mà nó ấy được tán. Đây để như thế này đi. Mà cái loại khế này tại sao nó không dụng hoa dụng quả nhỉ? Tại sao này hàng chậu lại cứ dụng hết nhỉ? Nạ thật. Nhưng mà nhiều anh em bảo là cái tầm này mọi năm nó cũng dụng, nhưng năm nay nó dụng nhiều quá. Nhưng cây ở dưới đất nó chả chịu dụng gì. Đấy, còn cái loại mẫu đơn này là mẫu đơn vàng này. Mô hình nhìn con này đẹp nhỉ. Vặt bao nhiêu hoa đi mà nó vẫn đi lại vẫn nhìn thấy. À, đây là tôi vừa vặt hết đây. Này, hoa. Bây giờ mẹ chả thấy ong bướm gì, toàn nhặng. Toàn nhặng bâu vào thôi. Đấy, thế là giai đoạn này là như kiểu bọn này nó cũng đột biến đây này. Nó cũng phát triển lên một tầm gọi là nhận thức mới đây này. Toàn nhặng cũng biết cái đẹp đấy. Thế mới hay. Đáng nhẽ như thế này là toàn ong mới bướm thôi thì là cái đẹp đây toàn nhặng này. Nhặng bây giờ khôn phết. Nhặng cũng biết thưởng thức hoa đấy. Đây, khế. Làm khế bonsai với cả bên này là khế. Bên này là đơn, hai núm giữa là đơn. Khế thì nhiều ông lại cứ bảo là
là kích hoa, chỉ cách ra nhiều hoa. Tôi có nói với các bạn rồi là cái giống. Đấy, cái giống đây này. Chứ tôi có màu mè hoa, hoa mẽ gì đâu. Không muốn nổi tiếng rồi, không muốn tạo xì căng đan. Không muốn dựa vào các cái chửi nhau mấy các thứ rồi rồi. Rồi nó sinh ra mâu thuẫn. Thế là sáng nay xóa vội. Xóa vội cái video bảo là cho thuê 6 tỷ với 10 tỷ một xào một năm. Thuê đéo đâu, đấy là giá mua. Giá thuê có 100 triệu thôi. Giá thuê 100 triệu là tính ra là 100 triệu mà tính ra thì một tháng đó là 10 triệu. Một tháng 10 triệu thì là mỗi ngày mở mắt ra là hình như mất 3 triệu. Hơn 3 triệu, 3 triệu rưỡi. Đây. Bây giờ cái khoản nhân nhiếc của tôi nó kém lắm. Thật. Bây giờ nhân nhiếc có máy tính mới có bán đâu. Có bán đâu mà ấy. Này. Đây, hoa đây, hoa khế đây. Thì đầu tiên là vấn đề kể cả sung mới khế này nha. Là cái giống nó phải là siêu hoa, siêu quả cơ. Đây, quả này, quả con này. Thì có một cái vấn đề là tại sao cái cây khế đất này nó lại không bị vấn đề thời tiết làm cho rụng hoa rụng quả. Mà tại sao cái hàng trên chậu anh em bắt quả nó toàn rụng. Thì anh em bảo là cây nó yếu, mà cây nó không đủ sức là để nó thụ từng ý quả ấy. Cây ở trên chậu ấy thì là nó rụng, ngoài năm cũng rụng nhưng năm nay nó rụng nhiều hơn. Để ăn nào. Rôn rốt, không chua. Đây, quả đây. Giữ làm mẹ gì. Còn tí nữa các ông nhá. Nó đang ngồi kia nhưng mà nó đang ngồi, nó đéo biết, nó chắc lại nước TikTok. Đây. Để cho dành cho các ông là cái loại này không bán. Các cái hàng bé bé này không bán đâu. Đấy các bạn, bạn tự mua về xong rồi làm. Đấy, chứ còn cái loại này bây giờ chả biết bán bao nhiêu thật. Này. Đấy. Phạt hết đi chứ có ấy đâu. Để cho chỉ cho các bạn cách làm với cả cái giai đoạn đầu tiên là các bạn phải mua được cái giống khế như này để các bạn làm. Nhưng mà chắc kiểu là nói thật ra là các bạn cái sức mua nó chưa đến đâu ấy. Xong rồi mỗi người này, nếu mà tôi bán một phát mỗi người lại bảo là cho 2 cây với 5 cây với 10 cây thì là không ấy thôi. Nhưng còn ví dụ như các bạn đặt đầu 100 đầu nghìn thì chắc là cũng bán được. Bán được xong rồi mỗi cây lãi mấy nghìn, à chục nghìn, 20 nghìn là được. Những cái người mua nhiều người ta 5.000, 10.000 người ta cũng tiết kiệm thế nọ thế kia. Thôi thì hướng dẫn cho các bạn cách làm thôi. Chỉ bán các cái hàng chậu trên chậu to ai. Chậu để ấy Tết đi. Đấy, đây là các cái sản phẩm gọi là khế, uốn thế. Đây. Mai sau 3-4 năm thì gốc nó cũng khù khoằm. Còn sáng nay lại có câu chuyện là hôm qua cẩu bưởi ông ấy bảo là cái đứa lọ đứa kia, tức là cũng nhà vườn, mấy cái nhà vườn anh em ấy bỏ 10 tỷ ra để mua bưởi. Mà tính ra mỗi chậu bưởi tầm 10 triệu. Là các bạn biết là 10 triệu một chậu bưởi mà bỏ ra 10 tỷ nó đâu đó là bao nhiêu cây nhỉ? 1.000 chậu đúng không? Mẹ 1.000 chậu mà trước từ trước cái tầm như này, tức là nó đâu đó là giữa tháng 10 mua 1.000 chậu bưởi. Đấy, bỏ ra 10 tỷ để ôm. Thế là tự nhiên, thế là cả cái đất Văn Giang này có đâu đó khoảng tầm 2.000 chậu. Ôm mẹ nó 1.000 rồi. Thế là giá cứ thốc lên. Xong rồi ra nhà vườn nào thì cũng bảo là hết rồi, bán rồi. Bán rồi thế nào bây giờ, giá chậu bưởi năm nay thì nó đắt hơn. Còn tính ra thì các bạn phải có cái tư duy thì các bạn, hoặc là các bạn ở trong giới thì các bạn tính ra là một chậu bưởi như hôm qua cẩu thì hết bao tiền. Gì? Nó lại rục rồi đấy. Đây là mẫu đơn thoát thân, à cái gọi là dâm bụt kép vàng thoát thân. Cái loại này là trồng sau, cái loại này ở tôi thì ít hơn, cái loại đỏ thì ít hơn, ngày xưa tôi phải mua tận trong. Nhưng mà cái loại này cũng không phải màu đỏ, ngày xưa tôi lấy cho ông anh ở trong Sa Đéc ra. Cái màu này nó sẽ hơn cái màu hồng kia đây này. Nhưng mà hồng này nó to. Hồng kép. Kép tức là làm sao, tức là nó nhiều cánh thì người ta gọi là kép. Còn cái loại mà các bạn hay thấy là cái dâm bụt mà nó ít cánh ấy, nó 1-2 cánh, 3-4 cánh ấy thì là cái loại là đơn. Các cái loại như thế này thì là bán các cái loại như thế này thì nếu mà giá mua số lượng thì đâu đó 250-300 nghìn một cây như thế này. Đấy, một cây như này này. Nó mua lẻ thì không biết. Mua số lượng đấy. Nhưng mà ví dụ như lúc ấy các bạn sẽ hỏi là ví dụ như 50 cây thì bao nhiêu tiền? 50 cây có được 300 nhỉ? 50 cây được 300 đấy. 300-350. Còn tùy. Đó, hôm nay có thước thì sẽ đo cho mọi người cái tán.
Còn chiều cao cây này là ở dưới mặt đất nên là đã 1m6 rồi. Chưa tính bầu. Chưa tính bầu. Ở cái vùng này là cái vùng sản xuất. Sản xuất đấy. Đấy là cao từ đây đến đấy là 1m6. Cao từ dưới đất đây là 1m6. Cái loại này loại mới đấy. Vanh nó chắc được 14, 15. Vanh 14, 15. 2, 4, 6. 70 phân, thoát 70 phân. Riêng cái bật dâm bụt này thì nói thật ra là cái thân nếu mà thoát ra thì nó sẽ không bị khớp khỉu đâu. Mà nó thoát thân thẳng lắm. Hầu như là thẳng. Cái lây của nó ấy, đấy là cái lây của nó ấy, khá đều. Đây. Lây nó khá đều. Tại vì nói chung là cái dòng dâm bụt là cái dòng phát triển nhanh. Đấy, trồng như thế này thì nói chung là cũng hơn 1 năm thôi. Thì ông anh cũng bảo là thế có được 250 không. Thì nói thật ra là 250 là cái giá số lượng. Còn người ta lấy 250 về có thể người ta bán 500, 600 hoặc thậm chí 1 triệu. Người ta cho thêm cái chậu nữa thì phải bán 1 triệu đấy. Đấy, dâm bụt kép hồng. Hồng thì tôi có nói với các bạn rồi. Còn đây là cái màu không gọi là đỏ. Tại đỏ tôi biết, lá nó khác nhau. Và cái dòng này thì nói thật ra là hoa nó khá là hình như quanh năm đúng không? Như này. Và nó khá là sai, mỗi tội là nó không có hương. Để tôi xem nó có hương thơm nào. Bông nó cũng khá to. Nhưng mà cái tên gọi là tên dâm bụt nó hơi bị ngáo ngơ một tí này. Nhưng cái tên chính thức của nó là hoa dâng bụt đấy. Dâng bụt đấy, chứ không phải là dâm bụt. Tự nhiên có cái từ dâm và thế là nó ngáo ngơ. Cao như cây này thì nói thật ra là đứng ở dưới đất này nó cũng phải từ 1m6 trở lên. Còn gốc thì như cái gốc kia thì nó to đấy, gốc này nó to. Nhưng các gốc này thì không đến. Gốc này nó chỉ ngón chân cái thôi. Đấy, chứ không thì lại quay cho các ông xong rồi các ông chốt thì lại thành ra vấn đề là phải gốc bằng 15, 16 thì không phải, mà cái cây thôi, còn cái cây khác thì nó chỉ tầm ngón chân cái. Tầm này chắc là tầm 2/8. Đấy, thoát thân 2, 4, 6, 8. Tôi không nhớ ngày trồng đâu nhưng mà đại ý chắc là tầm đâu đó là đâu đó hơn 5 hay 5 gì đấy. Khoảng 2 năm. Xong cái vấn đề mà các bạn chăm thế nào nữa. Cao thì nói chung là nó 1m6 từ dưới đất lên. Còn về xem rằng các bạn có lấy 200, 300 thì các bạn nếu mà có bán thì chắc là cũng phải bán tầm tùy theo số lượng. Nhưng mà chắc là nếu mà lên chậu lên chiếc phải bán được 1 triệu. Đây, dâm bụt kép hồng. Đấy. Cái chủ đề này thì không biết thế nào nhưng mà đấy là đại ý là cho mọi người một cái thực đơn mới. Một cái danh sách ở trong menu. Cái giống này thì nói chung là trồng nó dễ, nó nhanh lớn. Nhiều anh em ở trên hội, trên nhóm nào cũng bán cành chiết rồi đấy. Mẹ, ấy quá. Cái này nếu mà các bạn tước như thế là nó hay bị ấy vỏ như này này. Đáng nhẽ là một là vặt sớm, hai là phải lấy kéo. Mẹ, để thế này là nó xấu đấy này. Đấy, tự nhiên làm phúc lại phải tội đấy. Đấy, xem như thế. Tại vì khi trồng nó cũng không nhớ. Cái từ đợt phay đất về điếc này là tôi cũng biết nhưng mà không nhớ. Nốt cái vòng nữa. Chờ đợi đấy. Dục mẹ gì. Đây. Đây. Thế chụp mấy cái ảnh nữa xong rồi. Thế là. Còn nếu mà khi mà các bạn biết là nếu mà muốn thổi một cái gì đấy nên là cũng không phải một mình. Phải nhiều người đăng. Hoặc không thì tôi ví dụ ở trong cái khu vực ví dụ như Văn Giang ấy. Ở Văn Giang nó có cái hay như này để người ta thổi được quất này, à thổi được bưởi này. Là tại vì chỉ ở Văn Giang người ta mới ghép bưởi số lượng như này và chăm được cây nó đẹp. Cho nên là khi mà người ta bỏ 10 tỷ ra, mỗi chậu khoảng 10 triệu, người ta ôm 1.000 chậu. Tự nhiên ở trong các khi mà người ta bán được 10 triệu một cái thế là người ta ấy thế là những cái chậu còn lại là người ta sẽ đẩy được giá cao lên. Tại vì như cái vườn này chẳng hạn có 200 cây. Ban đầu chưa bán được thì giá rẻ. Bán một nửa rồi thì giá có lẽ đắt. Giá sẽ đắt lên. Còn cái vấn đề nhài kép nữa đây này. Đấy. Tâm sinh lý nữa. Ví dụ cả một cái ruộng này mà đang khát khao bán lắm. Nhưng mà chưa bán được cây nào thì giá nó rẻ. Khi bán một phát bán ra là cảm giác là khi bán được một ít rồi lại thấy là như kiểu là mình bán hớ ấy. Thế này tăng giá lên. Đấy, còn cái vấn đề nhài kép này. Còn bưởi thực ra thì nếu mà nói với các bạn ấy, bưởi mới quất hay cái thế nọ thế kia mà tôi cảm giác là các bạn bỏ một số tiền quá lớn mà chỉ để cho mấy ngày Tết ấy. Chắc đâu đó nếu mà các bạn có sành điệu lắm thì các bạn mua từ 15 Tết thì được chơi được khoảng 20 ngày.
Tức là nó thật sự là có hữu dụng là khoảng tầm 20 ngày. Lúc ấy cái tâm trí mình hồ hởi phấn khởi ấy, sau cái mùng 5 Tết trở ra thì nói chung là có cũng được, không có cũng chả sao. Thật. Còn đôi khi thì cái việc mà kiểu người ta, các anh em làm cái các cái mặt hàng thời vụ ấy vẫn bán được là do cái thói quen người dùng. Còn cái nhài kép này, này. Còn nếu mà mua mà để như kiểu là trồng để có theo từng năm xong rồi có lợi nhuận lên theo từng năm ấy thì nó là vấn đề đầu tư. Đầu tư xong rồi ví dụ như là kể cả mua cây nhài kép ngày xưa là mua cây hoa hồng hay là mua cây mọc. Các bạn mua lúc đầu là 2 triệu xong các bạn trồng 2 3 năm sau các bạn bán được 3 triệu, vừa chơi nhưng mà vẫn ra tiền, nhưng bưởi thì khó. Kể cả các nhà vườn cũng vậy. Như là tầm này mà các nhà vườn bưởi cũng vậy. Tầm này thì có thể 20 triệu. Giữ giá 20 triệu đến khoảng tầm 23. Từ 23 xuống là lại bán 15 triệu. Xong rồi ra riêng thì thôi, không xin được đâu, hoặc người ta không vứt đi đâu. Tại vì các bạn không mua thì người ta ra riêng, người ta lại cắt quả, người ta lại ghép vào để năm sau bán ấy. Nhưng mà đại ý cho các bạn hiểu như thế. Riêng cái sản phẩm thời vụ như là bưởi ấy, các nhà vườn thì bây giờ ví dụ đòi 20 triệu. Đến 23 thì vẫn 20 triệu, tùy theo cái thời ý là còn cái lúc 20 23 Tết ấy. Trên thị trường còn nhiều hay không. Nhưng mà từ 25 giờ đi, 27 giờ đi nếu mà ở đây này. Còn nếu mà cái mặt đường lớn này thì có lẽ là 27 mới là lúc đỉnh cao nhất giá. Còn tôi đang nói cái vấn đề của cái người sản xuất ấy. Tức là cái mà cái vườn mà mình ấy chứ mình không đi các cái vườn bán lẻ. Những cái vườn mặt đường lớn này này. Tại vì cái mặt đường lớn ấy là người ta bán trực tiếp cho người sử dụng. Còn nếu mà tôi mà bán trực tiếp cho người sử dụng thì giá có thể nó ấy hơn. Giá nó thể nó cao hơn. Tức là mua của cái người mà người ta là cái cầu cuối đến tay người sản xuất ấy thì giá nó cao. Thì đang nói cái vấn đề như kiểu là cái khi mà anh em trực tiếp anh em sản xuất ấy. Thì nếu mà như cái sản phẩm bưởi ấy, nếu các bạn mua bây giờ là 20 triệu. Đến tầm 23 đến 25 thì cũng có thể là vẫn 20 triệu. 27 thì có thể là 18 triệu. Đến tối ngày 30 Tết thì có thể là 12 triệu. Ra riêng thì nói thật ra là cũng không ai mua. Nhưng mà các nhà vườn không vứt đi mà người ta lại cắt hết quả đi người ta ghép lại nữa. Thế các bạn tính ra là nếu mà như thế thì cái công dụng mấy các thứ thì như thế nào? Còn nó có phải là cái để đầu tư mấy cả các thứ đâu, sinh nòi mấy các thứ đâu. Mình nói như thế nếu mà vào cái lĩnh vực bưởi là tôi nói ngày xưa tôi đã xếp vào cái hàng là kiểu hàng bưởi Tết ấy, là cái hàng thời vụ ấy. Nhưng mà tại sao mà bưởi người ta vẫn làm bằng bao nhiêu năm nay? Nó là cái thói quen người dùng. Đấy, những người có tiền là người ta Tết người ta phải có một chậu bưởi với thế nọ thế kia. Thay đổi được cái thói quen người dùng nó là cả một vấn đề đấy. Phải anh tài lắm mới thay đổi được. Đấy. Thôi thế là ấy nha, đi nốt cái luống kia nữa là xong. Phải biết là gia đình có khoảng bao nhiêu rồi. Bao nhiêu cây đây. Còn xen kẽ thì trồng nhài kép ở phần cuối. Đây thì vẫn là hoa hồng. Chắc là xem live stream của mình thế là lại trồng hoa hồng thế này. Chứ trước đấy là anh em cũng ghét hoa hồng. Kiểu hoa hồng nó chăm nó cực. Nó có như cái thể loại nhắn nhít này đâu. Thể loại nhắn nhít này là không phải chăm sóc nhiều mà nó lớn nhanh. Đấy. Giá thì bây giờ nó đang rẻ thế nào. Nhưng mà nó là cái sản phẩm mới này. Tư duy của những người trồng toàn đi đầu ấy, chấp nhận rủi ro nhưng không bị đụng hàng. Đến khi nào mà các bạn biết hết, cái người mua lẻ người ta biết hết hoặc thế nọ thế kia, các bạn biết giá thế nọ thế kia mà các bạn có nhu cầu một phát thì là những người đi đầu người ta lại không làm nữa, người ta lại chuyển sang những cái khác. Đây là cái thể loại mà trồng dâm bụt để làm kinh tế nè, nói chung cũng là đi đầu đấy. Còn nhiều người là cũng đi đầu cho nên bây giờ đi đầu trước cả cái vườn này. Cây bây giờ to lắm rồi, nhưng mà ngày xưa ví dụ như là khi mà anh em trồng mọc cứ lao vào trồng mọc, bà con cứ lao vào trồng mọc thì là như nhiều người anh em người ta không trồng mọc nữa, người ta phải đi trồng một cái khác. Chứ còn cái gì cũng thế. Thôi nhá, bạn đi xuống cái kia thì cũng chỉ có dâm bụt kép thôi. Ê, sơ cái quy cách và cái giá cho các bạn thì đấy, gốc nó tùy như thế nào nhưng mà đại ý nó từ 2/8 như cái bọn này thì nếu mà sò vào, nếu mà mẹ cái chỗ này nó bị cọc. Đây, từ ngón chân cái này. Đấy, có thoát thân. Tán thì bây giờ lại không có thước để đo. Chiều cao nó tầm đâu đó là 1,5 m trở lên.
chưa tính bầu. Bầu 20 phân thì tầm 1m7. Giá thì giá số lượng khoảng 300-350 tùy số lượng. Đây ngon chuyện cái đây. Con này trồng thì nói thật ra là lây nó đều. Cái thứ hai là cứ tưởng cái lây này, lây nó đều từ gốc đến ngọn hầu như như một. Nó cũng là cái sản phẩm nhanh lớn. Mà từ trước cái này thì nói thật ra là nhanh lớn thì cũng nhanh bão hòa. Đấy theo tôi nói thật, chứ không phải là mình giấu giếm gì. Nhưng mà cái thị trường của cái này mà bên Đài Loan với bên Trung Quốc là nó nhiều giống lắm. Có thể hiện tại bây giờ cái dâm bụt này có thể nhiều ít người biết, nhưng mà có thể là mấy năm nữa nếu mà bà con mà cứ thi nhau trồng là rất là nhiều đấy. Mà nó nhanh lớn này. Cái gì thì nhanh, càng nhanh lớn thì càng nhanh bão hòa. Còn thực ra là dâm bụt theo tôi là cũng đẹp. Nó có bị cái trở ngại là nó là dâm rồi. Thêm cái từ dâm. Tên của nó là tên dâng bụt cơ, hoa dâng bụt cơ. Cái gì càng nhanh lớn thì càng nhanh bão hòa. Chậm lớn thì nó còn ấy cơ. Xong rồi cộng thêm bao nhiêu các cái loại nữa. Ví dụ như là đấy là cái thói quen người dùng hay là các cái sản phẩm Tết truyền thống. Xong rồi cái nữa là nó dựa trên cái phản ứng của cộng đồng nữa. Đấy, giá như thế nào nữa. Mẹ cái đéo gì. Lê Kim Ma quả trứng gà. Kiểu này là lại uốn bonsai đây này. Nghiêng nghiêng như này là lại bốn con sai này. Trứng gà, hoa hồng, dâm bụt, nhài kép, thông hay phi nào ấy. Ô, này là gọi là phi nào đúng không? Phi nào cũng bốn con sai đây này. Chưa biết cái trải nghiệm này là thế nào đấy. Đấy, làm kinh tế thì đấy, phi nào cũng đấy này. Phi nào đúng không? Cái loại này là nhớ lắm đây này. Cái đốt của nó, cái đốt của nó y như tóc của mình ấy. Nó cũng từng đốt một đi. Phi nào. Đấy cũng muốn bonsai. Cũng số 8, số 9 xong rồi các thể loại này. Đấy. Rúi ở tôi như là ít. Thật. Tôi chỉ lác đác xong rồi tôi cũng không chuyên về cái sản phẩm mà thế nọ thế kia này đâu. Còn quay cho các bạn xong rồi đây là cái cách làm thì cứ uốn lung tung ấy. Đấy, mai sau khi nào nó hoàn thiện thì tôi mới thấy nó đẹp hay không. Như đây nó khác gì cái số 8, số 9 như còng đâu. Còn giới thiệu cho mọi người thì thật sự ở đây thì nó lác đác xong rồi. Đôi khi các bạn cũng hình dung là nếu mà quay mà không bán thì nó phèn. Nhiều ông thì không quay lên xong rồi thể nào ngày mai rồi cũng gọi cái sản phẩm gọi là phi nào ấy. Đây là phi nào đúng không? Phi nào anh quay bao nhiêu tiền em lấy 1-2 cây. Nó mất thời gian lắm thật. Người ta có hiểu đâu. Trong video ví dụ tôi nói là các cái hàng bé bé như này là chưa bán. Hoa hồng này cũng vậy. Hàng giống vừa bạn cái gì bạn gì ấy, Phúc gì đấy. Có hàng giống không anh? Chủ yếu các bạn lấy như thế nào? Kể cả phi nào này cũng bán. Nhưng mà toàn ví dụ như tôi hoặc cái Thủy ấy, nó toàn bán đầu nghìn. 100 cây thì bây giờ ví dụ như là bán cho người ta đầu nghìn, 5.000. Bán cho các bạn có được 10.000 đâu. Nhiều bạn hỏi hôm qua là cái ông gì, ông bảo là mua cái gì nhỉ? Mua chanh. Anh có thể cắt ít cành chanh tứ quý, gửi bưu điện cho em được không? Bảo thôi. Ở đâu thì người ta cũng có cái cửa hàng bán cây giống ấy. Bạn đến đấy bạn mua. Nếu mà cảm giác cây giống mà nó bé quá thì bảo nó là về Hưng Yên hay là về chỗ nông nghiệp lấy cây nhỡ cho tao để tao về tao lấy mắt tao bắn. Chấp nhận đắt một tí. Nhưng mà tôi bán thì nói thật ra là tôi bán đắt thì tôi ngại. Nhiều khi có những bạn ấy bảo là chấp nhận là đắt cũng được nhưng anh cố gắng anh bán cho em. Bảo mẹ, bây giờ có những khách người ta mua của mình những cây bưởi hay những cây to mấy chục triệu mình chẳng nhẽ mình bảo là đợi tôi 1-2 ngày để tôi đi cắt cành chanh để tôi gửi cho người ta. Mình cũng phải biết là cái gì bỏ được thì bỏ. Cái gì phải nói thật luôn. Là tôi bây giờ đấy những cây chanh to thì tôi có thể tôi bán. Những cây chanh nhỏ hoặc chanh giống thì các bạn phải mua số lượng. Ông cứ thuyết phục mình để mua cây chanh tứ quý với cành chanh tứ quý để ông về ông ghép. Tôi bảo tôi mà phục vụ cho ông như này là tôi bỏ các cái thứ khác là tôi mệt. Còn quay cho mọi người thì có thể quay được suốt như này cũng được. Để hướng dẫn hoặc có thể là đây là hoa hồng thì đây là cái dòng này dòng quế. Quế đỏ chứ không phải cổ Huế. Bên trong thì nó trắng cơ thì nó mới là cổ Huế. Còn hoa nó thơm cơ. Đây là cái dòng quế đỏ. Đấy hoa hồng quế đỏ. Còn đây là hình như lê kim ma quả trứng gà. Đấy bonsai. Đấy hàng hạt đi. Xong rồi mai sau lại như thế này. Lại số 8 số 9. Còn có thể là làm như thế này là kiểu xác định làm bàn trà hay thế nào. Hoặc cũng có thể là chưa uốn. Hoặc cũng có thể là đang
đang kiểu rất bận đi, gia đình rất bận. Còn cái này là phi nào đúng không? Phi nào cũng bonsai này, uốn lung tung. Thì cái ông Trần Thị Lụ à? À bạn, à chị hay là cô, mình trong Đồng Nai, mình muốn trồng 2.000 mét hồng cổ. Vợ chồng chú tư vấn cho mình trồng xem có nào cho ít vốn á. Ít vốn thì phải trồng cái cây cành chiết. Ít vốn phải gì ấy, mấy cả cái thủy ấy, phải qua Zalo cái thủy ấy. Còn cái này là quế ngổ này. 55.000 á? Hàng thoát thân à? Bụi. Qua cái Zalo của bọn nó ấy. À qua cái Zalo của cái thủy ấy. Đây là cái kép mà kép này cũng, à cái này là cái đơn này này. Đấy các bạn nhá. Đây là cái dâm bụt, nhưng mà dâm bụt khá là giống mới. Đây này, lá nó tròn này. Các bạn chắc là cũng ít thấy, và tôi thì nói chung cũng ít thấy. Thế nhưng mà tại vì là cái dâm bụt thì tôi cũng không chuyên lắm. Nhưng mà đại ý là kiểu nhạc mình nhảy các nhiều loại nhạc ấy. Nhạc trẻ, nhạc đồng quê rồi. Nhạc da, nhạc giết các thứ mình cũng nhảy. Cho nên để hiểu sâu về một cái thể loại, ví dụ các bạn hỏi tôi là nhạc pop nó có những bài gì hay hay thế nọ thế kia thì mình không đi chuyên sâu. Nhưng mà cái loại này mới này, mẹ cái loại này to thế nhỉ? Bán lâu rồi á? À, mình có đầu tiên nên mới cái gì nó. Cái loại này có đầu tiên á? Dâm bụt thường cánh đơn. Cánh đơn thì cái loại này ở quê mình biết đéo đâu, như ông Sơn. Phụng Công làm đầy. À, công trình bốc đầy. Ở trên Phụng Công thì nó làm gì? Ví dụ như ông Sơn ông biết đâu? Đi. Ông Sơn với bà Toàn biết cái loại nào? Người ta nào cũng mua cái cảnh đó, người ta biết ở đây người ta toàn trồng bốc công trình nghe. Ủa thì mày nói ít thôi. Ví dụ như bảo cho các ông đang xem live, ông bảo là cái loại này mới đây này thì lại bảo là lâu rồi. Thế thì mày phải biết là ví dụ như mình quay cho người ta là những cái người ta chỉ biết cái loại này này. Cái loại này có lẽ là nhiều ông biết này. Có cái loại này giống mới ở địa phương các bạn hoặc là những người xem live là đúng. Nó bảo là cái loại đầy bốc công trình đầy. Đầy thế ví dụ như là bà Sơn với cả cái gì đây. Người ta nhìn cái này là người ta biết này, cái dâm bụt kép hồng này. Nhưng mà cái loại này ô bây giờ mới có cái dâm bụt này nhỉ? Bây giờ em mới nhìn thấy, mấy cháu mới nhìn thấy. Nó mẹ đây phải có cái sự khách quan. Thế á? Cái bụt này ta thấy quá thường luôn. Đây cho các bạn xem này. Đấy là tự các bạn đánh giá nha. Nhưng mà tôi thấy là chắc là nhiều bạn sẽ không biết cái loại này đâu. Cái loại này rẻ hơn á? Nó không rẻ hơn à? Ừ cái loại này bán cũng hay đấy nhỉ. Màu nó khá là lạ. Lá thì nó cũng khá là tròn. Xong rồi nó bóng. Bóng lá. Cái lá này nó khác này. Tôi nói chung là tôi thấy cái kép hồng này đẹp này. Còn cái loại này thì nói thật ra là tôi nhìn ở trên bên Đài Loan mấy cái thứ chắc là tầm 3 năm nay rồi. Nhưng mà tôi vẫn phải khách quan cho các bạn. Chứ còn nếu mà bây giờ dùng cái mắt của mình thì chả có cái gì lạ cả thật. Tôi bây giờ nếu mà dùng cái mắt của mình thì tôi chả thấy cái gì lạ. Tại vì mình thường là tham gia ở các cái hội nhóm, cái link kia của tôi cơ. Tham gia các hội nhóm toàn bên Đài Loan. Cái dâm bụt này tôi cũng theo dõi ở Việt Nam mình chắc là. Nếu mà tôi theo dõi ở Đài Loan bên Trung Quốc là nó phải tầm 3 năm nay rồi. Xong rồi bà con mới trồng cái loại kép hồng mấy các thứ này. Còn các cái loại tím ngắt xong sọc nhiều lắm. Có một vài bạn là trên cái Facebook, cái trang này này. Có một vài bạn là gọi là cái dân siêu tầm ấy. Thì có những giống lạ thì ở Việt Nam mình không ấy là như thế này là mấy trăm nghìn này. Tôi nói cho các bạn là khi ở nhập bên kia về như thế này là mấy trăm nghìn này. Mà hình như là thằng em nào nó bán này. Một cái cây như thế này là mấy trăm nghìn này. Cái giống của nó là những cái giống lạ ở địa phương mình ấy. Đấy chứ còn không phải là cái cây to như này 300 nghìn đâu. Một cái khom như thế này này. Nhập về Việt Nam chúng nó đã bán mấy trăm nghìn rồi. Ngày xưa giống hoa hồng cổ của mình cũng vậy. Tôi bán số lượng thì 30-35 nghìn. Nhưng mà các đứa em hay là anh em chúng nó bán mà bán lẻ ấy, toàn 100-150-200 nghìn. Đấy còn những cái giống dâm bụt nạ ấy, mua về Việt Nam mà mua lẻ nha, bán lẻ toàn mấy trăm nghìn một cái hoa như thế này. Đấy chứ không phải là cây to như này mà mấy trăm nghìn đâu. Còn sơ qua cho các bạn biết thì cái loại này to nhỉ. Hơn 20 phân. Đấy, một găng tay hơn 20 phân. Hơn 20 phân. Nạ đúng không? Còn có thể cái loại này thì các bạn sẽ nhìn thấy nhiều hơn. Tại vì thị trường nó cung cấp ra nhiều. Ủa? Cái lá nó cũng khác. Cái lá này nó tròn. Nó không gọi là nó không có răng cưa. Đấy, xong một bài nào đấy tôi lại phân biệt là các loại lá. Nhưng mà thực ra thì nói thật ra là không chuyên môn. Đây. Cái loại kép hồng này mình đã thấy to lắm rồi. Mẹ cái loại này này. Ui giời ơi. Nhưng mà đây là đơn nhá. Đây là cái dâm bụt này là dâm bụt cánh đơn. Còn đây là dâm bụt cánh kép. Cánh kép thì nó nhiều cánh hơn. Thì gọi là cánh kép. Cái này có 2, 4, 5 cánh thôi.
Còn xếp công trình thì cái Thủy nó bảo tôi xếp nhiều lắm. Thì các bạn liên hệ với nó xong nó gửi ảnh xong rồi hôm sau tôi sẽ quay. Cái hàng công trình chắc là nó bịch bịch như này đúng không? Nó cao tầm đến đầu gối hoặc hơn đầu gối. Đi đi đi. Mẹ đi quay quay dâm bụt này xong rồi lại bán cái dâm bụt kia. Còn đây là kiểu hai cây để lấy giống mấy cái gì áo gì. Chiết nhiều lắm mà. Bán hết rồi, ông ấy thương trồng ở đây một ruộng ở đây, có một vườn dâm bụt đơn ở đây. Đây á? Hai cái xấu nhất người ta bắt lại là bảo ông đi lấy giống. Đây á? Người ta làm được bao lâu rồi, bây giờ nó không thèm làm. Bây giờ không thèm làm à? Kiểu bây giờ cũng lại cái vấn đề mà kiểu trồng cái gì nuôi con gì để lợi nhuận hơn đi. Có biết đâu, bán nhiều quá thế nào cũng chả để ý. Bán kiểu cũng không chuyên về một giống ấy. Nếu mà tôi đi chuyên về cái loại này thì tôi nắm được kỹ hơn. Bây giờ có biết đéo đâu. Ra xem mấy cái sung bàn trà.